Hôm nay Sivan review món gì đây? Bún chả mắm tôm. Đây là món bún đậu mắm tôm. Cũng không có. Mỗi tuần đây là chả của bà Văn. Đó, thử luôn. Chả này chỉ có bao nhiêu cái? 10.000 một cái nha. Chả này có 10.000 cái thôi. Chả của bà Văn, quán Tư Hương. Đó, rất là ngon. Ăn dai dai. Đây là đậu phụ củ tí. Củ tí chiên rất là đẹp. Đậu phụ anh củ tí ăn. Thôi mình ngon. Bằng gì hết. Mình để đây. Hôm nay mình làm hai phần nha. Trứng cô Huệ. Có cần thử không? Trứng này mình phải lục tiểu nha. Very good. Ta cả cái kia đó. Trứng này đây. Đây là một mắm mắm. Đây nữa. Đây là thịt heo rừng. Dạ, thôi dạ. Tôi chỉ làm miếng này. Ba miếng. Mình bỏ cái này nữa. Bún mình để vô đây luôn. Đó. Đây. Dưa leo. Chưa chỗ để dăm nha. Nhà chồng dưới đây, nhà chồng đó, đây. Tao. Đây là mắm tôm. Hai mắm tôm nha. Ơi. Tôm mình đổi vô đây. Wow. Đây là ớt. Tách. Tách đồ. Tách lô. Đang quay mà. Đây, ôi, bánh tráng nữa.